Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Môn, Sử Lai Khắc Thất Quái đã bị Học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt Đế quốc áp đảo. Tiếu Hồng Trần sử dụng ra khẩu pháo siêu cấp, nã một loạt mưa đạn vào 5 thành viên Sử Lai Khắc. Sang Nam Nam bất chấp lao lên, cô nàng sử dụng hồn kỹ vô địch kim thân để ngăn chặn sát thương, lại dùng thuấn di để tiếp cận Tiếu Hồng Trần. Sau khi vòng ra được phía sau, Sang Nam Nam lập tức phát động tấn công đáp trả lại, nhưng Tiếu Hồng Trần lại phản ứng quá nhanh. Hắn ta dễ dàng ngăn cản rồi sử dụng ra vô số khẩu pháo, bắn trả ép cho nàng ta phải lùi lại. Sang Nam Nam sử dụng hồn kỹ khống chế trọng lực, ép xuống người Tiếu Hồng Trần khiến hắn ta bị trấn áp. Chỉ chờ có vậy, các thành viên Sử Lai Khắc lập tức phản công dồn dập. Hắn ta bị nhốt vào trong lồng băng của Lăng Lạc Thần. Bối Bối và Thái Đầu cùng nhau tung công kích về phía hắn, đánh cho tên này bay ra xa vài chục mét. Chưa để cho hắn ta tiếp đất thì Đới Thực Hoành đã lao lên từ phía sau. Tiếu Hồng Trần đã sử dụng ra một loại kỹ năng biến cơ thể thành chất lỏng kim loại để tránh né khỏi đòn tấn công và đi ra bên ngoài kết giới. Tuy hắn ta đã bỏ chạy, nhưng kết giới chưa được giải trừ nên Mã Tiểu Đào sẽ phải lấy một địch năm người. Phía Nhật Nguyệt Đế Quốc sử dụng ra mấy chục khẩu pháo nhắm về phía Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào bạo phát ngọn lửa Phượng Hoàng định nướng chín đối thủ, nhưng đối mặt với số lượng thành viên quá đông đảo của phe địch, cô nàng này vẫn bị áp chế. Không chịu bỏ cuộc, nàng ta đã liều mạng giải phóng sức mạnh tà hỏa trong người rồi dung hợp ba hồn kỹ lại với nhau. Sức mạnh tạo thành một con Phượng Hoàng lửa có màu đen lại vừa có màu đỏ. Tuy sức mạnh của Hắc Phượng Hoàng rất mạnh, nhưng tà khí cũng rất nặng. Sợ nhất là mất khống chế. Mã Tiểu Đào lao về phía đối thủ. Phe đối thủ liên tục xả đạn, ngăn cản nhưng không làm gì được. Ngược lại còn bị đánh trọng thương. Một thành viên bị đốt cháy mất một cánh tay. Kết giới bọn họ tạo ra để ngăn cản cũng bị phá hủy dễ dàng. Mục tiêu kế tiếp là tên đội trưởng. Hắn ta cũng phẫn nộ không kém. Hắn ta vừa sử dụng một món hồn đạo khí có thể phóng lôi điện, vừa phát động hồn đạo khí bắn ra tia nhiệt độ cao. Tiếc rằng vẫn không ngăn cản được thế tấn công của Mã Tiểu Đào. Kết quả là bị ăn một chiêu thẳng mặt. Một vụ nổ lớn xảy ra, phía Nhật Nguyệt Hoàng gia suýt bị đốt thành thịt nướng. Tên đội trưởng cực kỳ điên tiết, hắn hô hào anh em không cần nương tay nữa. Đi cùng với lời này là mấy chục khẩu pháo được sử dụng. Nhưng còn chưa kịp sử dụng thì Sử Lai Khắc đã lên tiếng đầu hàng. Điều này cũng nằm trong chiến thuật của Chu Y. Tuy nhiên hành động nhận thua của Sử Lai Khắc lại khiến cho khán giả vô cùng bất mãn. Chu Y biết rằng đám người Nhật Nguyệt Hoàng gia có sự hỗ trợ cô hồn đạo khí. Sức chiến đấu được nâng cao lên rất nhiều. Tỷ lệ chiến thắng của Sử Lai Khắc không cao hơn 3 phần. Trận đoàn chiến này có mục đích khác là đả kích và thăm dò đối thủ. Sau khi đã hiểu rõ năng lực của bọn họ thì sẽ tìm cách ứng phó trong vòng đấu loại cá nhân. Những người hâm mộ thì lại không biết điều này. Bọn họ liên tục thốt ra những lời sỉ nhục Sử Lai Khắc vì chủ động nhận thua, còn yêu cầu Sử Lai Khắc mau chóng cút về học viện. Bọn họ liên tục ném các đồ vật về phía Sử Lai Khắc thất quái. Điều này làm cho Hoàng Thất tức giận. Đới Hạo lên tiếng, thắng bại trong chiến đấu là chuyện bình thường. Những kẻ nhục mạ người khác sẽ bị trừng trị. Lời này làm cho những người bất bình lập tức câm nín. Hoàng đế và công chúa thì nhìn nhau. Hành động của Đới Hạo đã làm cho thấy sức mạnh của ông ta lớn tới nhường nào, có thể uy hiếp tới địa vị hoàng đế. Kế tiếp là đấu loại cá nhân. Người đầu tiên ra sân là Từ Tam Thạch, đối thủ của hắn Lý Diễm. Vừa mới bắt đầu trận đấu, Từ Tam Thạch đã lao lên tấn công phủ đầu. Lý Diễm sử dụng ra một khẩu pháo siêu cấp. Từ Tam Thạch nhanh chóng tránh né rồi tìm cơ hội tấn công. Một bên cứ liên tục nã đạn, bên còn lại thì dùng phòng ngự ngăn cản. Đối mặt với hồn đạo sư tầm xa, cách để giành được chiến thắng là đánh cận chiến. Từ Tam Thạch sử dụng ra vũ hồn Huyền Minh Quy, nó lao nhanh về phía đối thủ. Tên kia thấy vậy cũng nâng cấp vũ khí, chỉ chờ Từ Tam Thạch vào trong tầm ngắm, gã ta lập tức phát động vũ khí. Thứ đồ chơi này bắn ra một luồng lửa nhiệt độ cao, định biến con rùa thành món rùa nướng. Từ Tam Thạch bị ép trong ngộp thở, cơ thể gần như kiệt sức. Tuy nhiên gã ta đã đánh giá thấp khả năng của đối thủ. Từ Tam Thạch điên tiết, hắn sử dụng ra kỹ năng huyết mạch số điên cuồng tấn công, sức mạnh cuồn cuộn như gió bão. Lý Diễm muốn ngăn cản nhưng tay chân đã cứng đờ lại vì run sợ. Thấy gã ta đang bị nguy hiểm đến tính mạng, trọng tài bắt buộc phải vào sân can thiệp. Dù là vậy thì hành động lấy cứng đối cứng của Lý Diễm cũng khiến cánh tay phải trả giá. Một cánh tay của gã bị ăn mòn, chỉ còn lại bộ xương. Người tiếp theo đối đầu với Từ Tam Thạch là Trần An, tên này không mấy nổi bật. Gã ta đã bị uy hiếp từ trận đấu vừa rồi, dọa cho hoảng sợ. Tên này sử dụng hồn đạo khí gia tăng tốc độ, cũng chẳng biết tên này định làm gì, chỉ thấy gã chạy vòng quanh Từ Tam Thạch một hồi lâu. Từ Tam Thạch lập tức dùng hồn kỹ hoán đổi vị trí đưa gã ta đến trước mặt mình, định dùng một chiêu hạ đào ván đối thủ. Gã ta nhanh chóng rút ra vũ khí chém ra vài đường,
Rất may là Từ Tam Thạch kịp thời tránh né. Sau đó lại sử dụng kỹ năng huyết mạch, đánh cho Trần An bay xuống sân đấu. Hành động này làm cho phía Nhật Nguyệt Hoàng gia điên tiết. Hai tên đội viên tức giận, nhảy lên sân định dạy dỗ Từ Tam Thạch một trận. Bọn họ cùng nhau sử dụng ra một khẩu pháo siêu to khổng lồ. Mặc kệ cho trọng tài yêu cầu dừng tay thì bọn họ vẫn tự ý hành động. Đúng vào lúc này, một bóng ảnh lập tức đâm xuyên qua kết giới của sân đấu và dùng một chưởng ngăn cản công kích của hai tên đội viên, phá tan khẩu pháo và đánh cho bọn họ bay ra ngoài. Sự xuất hiện quá bất ngờ khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Người xuất thủ chính là Huyền Lão. Ông đứng hiên ngang giữa sân đấu, bạo phát ra hồn hoàn rồi thách thức. Hành động tự ý nhảy lên sân của Nhật Nguyệt Hoàng gia đã vi phạm vào quy tắc. Ai muốn phá hỏng quy tắc thì cứ xách ngựa xông lên đây. Lời tuyên bố hùng hồn này được thốt ra cũng là lúc tập phim khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé!